Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỉnh Trà Vinh đã và đang kiểm soát tốt dịch COVID-19, số ca mắc trong cộng đồng được kéo giảm đáng kể. Trong tuần qua, trung bình mỗi ngày số ca mắc COVID-19 được phát hiện chỉ còn một con số. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành y tế tỉnh, hiện nay số ca mắc COVID-19 có xu hướng xảy ra nhiều ở trẻ em. Vì vậy, được sự chỉ đạo của Bộ Y tế, tỉnh đang tích cực triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, nhằm phòng ngừa có hiệu quả dịch bệnh xảy ra đối với trẻ em. Vậy công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi ở tỉnh ta được thực hiện như thế nào? Chương trình Sức khỏe cho mọi người ngày hôm nay, bác sĩ Trương Văn Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Trà Vinh sẽ cho biết cụ thể vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa bác sĩ Trương Văn Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Trà Vinh, mở đầu cho chương trình hôm nay thì cũng xin bác sĩ cho biết sự cần thiết của việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Thì như chúng ta đã biết, tình hình dịch bệnh Covid hiện nay trên thế giới nó vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới. Do đó, để chống lại cái dịch bệnh Covid thì vaccine vẫn là cái vũ khí hữu hiệu cũng như là cái lá chắn hữu hiệu để bảo vệ mọi người chúng ta. Thì cái tình hình dịch bệnh Covid của nước ta nói chung cũng như cái tỉnh Trà Vinh chúng ta nói riêng trong cái thời gian gần đây đã có cái chuyển biến tích cực. Chúng ta từng bước đã kiểm soát được dịch bệnh. Thể hiện là các ca mắc mới cũng như cái những cái ca chuyển nặng, cái ca bệnh nặng tử vong thì nó đã giảm rất là mạnh. Có được cái kết quả đó là nhờ chúng ta đã triển khai thành công cái chiến dịch tiêm vaccine ở đất nước chúng ta. Tức là chúng ta đã triển khai được tiêm vaccine cho cái nhóm người từ 18 tuổi trở lên. Và sau đó chúng ta tiến hành tiếp một cái chiến dịch tiêm cho cái nhóm tuổi từ 12 cho đến dưới 18 tuổi. Và chúng ta đã đạt được cái bộ độ bao phủ là gần như là 95% ở tất cả những hai cái nhóm tuổi này. Và bây giờ chúng ta bắt đầu triển khai cái chiến dịch tiêm vaccine cho cái nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Việc tiêm cái vaccine cho cái nhóm trẻ này là rất là cần thiết, bởi vì nó sẽ giúp cho cái nhóm trẻ trong cái độ tuổi này hạn chế được cái vấn đề nhiễm cái COVID-19. Và nếu lỡ có chẳng may bị nhiễm đi nữa thì nó cũng sẽ là nhẹ đi, bớt đi cái tình trạng chuyển nặng và kéo giảm được cái tỷ lệ tử vong. Và cái chính hơn nữa là chúng ta tiêm cho các cháu thì sẽ dự phòng được cái vấn đề mà các cháu nhiễm, sau đó thì các cháu trở thành cái nguồn lây nhiễm cho cộng đồng cũng như là ở trong gia đình. Nói tóm lại, mục đích chúng ta tiêm cho cái nhóm trẻ này để chúng ta chủ động phòng chống nhiễm Covid cho các cháu, và bên cạnh đó chúng ta cũng giải tỏa được cái nỗi lo cho phụ huynh cũng như cho người dân trong cộng đồng là chuẩn bị cho đưa các cháu quay trở lại trường học trực tiếp. Với những lợi ích như bác sĩ vừa nêu, thì xin bác sĩ cũng cho biết thêm là hiện nay tỉnh ta đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em đạt được những kết quả như thế nào? Từ khi có cái chủ trương là tiêm vaccine phòng Covid cho cái nhóm tuổi này thì tỉnh chúng ta cũng đã triển khai cho các địa phương ở trên địa bàn tỉnh chuẩn bị thứ nhất là rà soát lại các nhóm đối tượng của xem coi là trong cái nhóm tuổi này chúng ta có bao nhiêu đối tượng. Thì sau khi rà soát như vậy chúng ta ước khoảng là chúng ta có khoảng 113.000 cháu là nằm trong cái độ tuổi là phải tiêm cái vaccine này. Do đó thì sau khi rà soát đối tượng thì các địa phương cũng đã chuẩn bị xây dựng các kế hoạch để sẵn sàng khi chúng ta nhận cái vaccine về, cấp được từ Bộ Y tế về thì chúng ta sẽ triển khai tiêm ngay cho các cháu. Và đến nay thì Trà Vinh chúng ta cũng đã nhận được khoảng 21.000 liều vaccine Moderna được Bộ Y tế cấp về cho Trà Vinh. Và tỉnh chúng ta cũng đã triển khai cái chiến dịch tiêm cho các cháu từ ngày 24 đến nay. Và đến nay thì chúng ta cũng đã tiêm hết cái số lượng vaccine 21.000 liều này được Bộ Y tế cấp một cách an toàn và hiệu quả cho các cháu. Thưa quý vị và các bạn, như bác sĩ Trương Văn Dũng vừa chia sẻ thì có thể thấy là tỉnh ta đang tích cực triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Vậy thì để giúp cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Đây là hình ảnh chúng tôi quay được tại các điểm tiêm vaccine Covid-19 ở huyện Tiểu Cần, ngay trong ngày đầu ra quân tổ chức tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trao đổi với chúng tôi, Trung tâm Y tế huyện Tiểu Cần cho biết, trong đợt tiêm vaccine COVID-19 lần này, huyện Tiểu Cần được Sở Y tế phân bổ trên 5.700 liều vaccine, trong đó có 2.380 liều vaccine Moderna để tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và có gần 2.500 liều vaccine AstraZeneca tiêm cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Đặc biệt, trong đợt này, huyện Tiểu Cần được Sở Y tế phân bổ 850 liều vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đã được tiêm mũi 1 và mũi 2 loại vaccine này. Như vậy, tính đến nay, huyện Tiểu Cần đã có 100% người dân từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine mũi 1 và có trên 90% người dân trong độ tuổi này đã được tiêm mũi 2. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê của Trung tâm Y tế huyện Tiểu Cần, đến nay huyện chỉ có trên 73% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 3 vaccine COVID-19. Qua kiểm tra công tác tiêm vaccine COVID-19 lần này ở huyện Tiểu Cần, bác sĩ Kiên Sóc Kha, giám đốc Sở Y tế đánh giá cao công tác tổ chức tiêm và thực hiện nghiêm các quy trình tiêm vaccine theo đúng quy định của ngành y tế, nhất là công tác tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, nhất là đảm bảo an toàn cho trẻ sau khi tiêm. Trung tâm Y tế Tiểu Cần tổ chức triển khai rất tốt. Hiện đến thời điểm này thì một số địa phương cũng đã tổ chức xong cho các cháu trong cái số lượng thuốc mà phân bổ được, và cái việc tổ chức phải nói rất là an toàn và rất là hiệu quả đối với việc tiêm cái vaccine cho trẻ em. Và qua quá trình đánh giá xem thì cái số trẻ em mà phụ huynh từ chối thì rất thấp, và hiện nay thì cái nhu cầu của phụ huynh cho các cháu tiêm vaccine cũng còn rất lớn. Hiện nay cũng đang trông chờ sự phân bổ cái vaccine tiếp theo của Bộ Y tế. Thì trong thời gian tới chúng tôi khi nhận được vaccine cho các trẻ em, chúng tôi tiếp tục phân bổ sớm cho địa phương để triển khai cho các cháu theo cái nguyện vọng phụ huynh. Tại các nơi tiêm vaccine lần này ở huyện Tiểu Cần, chúng tôi còn ghi nhận được có rất nhiều trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi được cha, mẹ dẫn đến tiêm rất sớm và bày tỏ mong muốn cho trẻ em được tiêm vaccine COVID-19 để phòng ngừa có hiệu quả dịch COVID-19. Như chị Quỳnh Ngọc Trân ở khóm 4, thị trấn Tiểu Cần là một điển hình. Chị Trân cho biết, sau khi nghe thông báo có đợt tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, chị đã tranh thủ đưa đứa con thứ hai, năm nay 10 tuổi đến tiêm để gia đình yên tâm trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đứa lớn là 14 tuổi, học lớp 8. Đứa giữa thì 10 tuổi, hiện đang tiêm ở chổng. Đứa lớn thì được 2 mũi, còn đứa nhỏ thì đứa giữa thì được mũi đầu tiên. Thấy là tiêm vaccine này nó có lợi cho mình. Nó nhờ có thuốc vaccine nó bảo vệ cho mình, sức khỏe cho mình. Cái con virus nó có tấn công thì cũng có vaccine bảo vệ. Tại điểm tiêm vaccine COVID-19 ở thị trấn Cầu Quan, chúng tôi ghi nhận được tại đây có khá nhiều người lớn tuổi đến chờ tiêm vaccine phòng ngừa dịch COVID-19. Trong đó, ông Nguyễn Văn Đặng ở khóm 1 thị trấn Cầu Quan đến tiêm mũi 3. Ông Nguyễn Văn Đặng cho biết, sau khi tiêm mũi 2, ông mắc bệnh phải nằm viện điều trị lâu ngày, nên thời gian tiêm mũi 3 có chậm so với quy định. Điều này làm cho ông rất lo vì sợ tiêm không đủ liều sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả phòng chống dịch COVID-19. Thì nhà nước lo cho mình chích là tôi mừng, mình có thuốc mà còn lặng mới được, có sức khỏe lặng mới sống mới được, chứ còn nếu không có thuốc là chết à. Tôi kêu vợ con tôi, anh này hãy nghe hô là chích là mừng rồi, mà nó thẳng trong gia đình của mình đó, có thuốc trong mình nó mới chống được, không có bệnh hoạn mới có sức khỏe được. Qua số liệu thống kê của ngành y tế huyện Tiểu Cần cho thấy, hiện nay toàn huyện còn hơn 4.000 trường hợp chưa được tiêm mũi 2 và mũi 3 vaccine COVID-19. Theo bác sĩ Kiên Sóc Kha, giám đốc Sở Y tế tỉnh, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh cho người dân. Bác sĩ Kiên Sóc Kha đề nghị ngành y tế huyện Tiểu Cần có biện pháp phù hợp, tổ chức tiêm vaccine đầy đủ cho người dân trong thời gian sớm nhất để góp phần phòng chống có hiệu quả nhất dịch COVID-19 khi có những biến chủng mới. Và khi chúng ta bắt đầu triển khai cái vaccine cho toàn quốc từ tháng 4 2021 đến nay, phải nói rằng cái hiệu quả của việc chúng ta sử dụng vaccine để cái phòng ngừa Covid trước đại dịch thì chúng ta phải nói rằng là chúng ta đã làm giảm đi rất nhiều cái ca tử vong và ca chuyển nặng nhập viện. Chúng ta thấy rằng cái việc mà mà lợi ích của vaccine mang lại trong cái phòng chống Covid là điều là không thể phủ nhận được, và cả thế giới này cũng đều xác định như vậy. Và cơ bản thì đến nay thì chúng ta đã tiêm mũi 2 cho người dân toàn tỉnh cũng trên 98% rồi. Hiện nay cái số mũi 3 của chúng ta tiêm toàn tỉnh nay đạt được 81,14%. Như vậy chúng ta còn hơn 18% là chưa tiêm mũi 3. Và chúng ta thấy rằng cái việc mà tiêm vaccine 2 liều cơ bản sau thời gian nếu chúng ta không tiêm tăng cường thì cái số cái nồng độ kháng thể ở trong cơ thể bảo vệ người mỗi người nó sẽ giảm đi. Và giảm đi như vậy khi mà bệnh nó lây lan chắc chắn nó sẽ nguy cơ mắc lại. Do đó chúng ta thấy rằng tiếp tục là chúng ta tiêm tăng cường mũi 3 hoặc tiêm bổ sung mũi 3 cho người dân là một cái giải pháp tốt nhất và an toàn nhất để chúng ta đủ cái nồng độ kháng thể để bảo vệ cho mỗi cá nhân chúng ta, mỗi người dân trước khi sự xuất hiện cái thời điểm phức tạp của cái tình hình Covid trong thời gian tới. Được biết, đối với những trường hợp do không có điều kiện đến điểm tiêm vaccine Covid-19 theo quy định, hiện nay, huyện Tiểu Cần đã bố trí nhiều tổ công tác lưu động trực tiếp đến từng hộ gia đình để tiêm vaccine cho các đối tượng lớn tuổi, với mục tiêu đặt ra là đảm bảo có 100% đối tượng đủ điều kiện đều được tiêm đầy đủ các mũi vaccine COVID-19. Vâng, thưa bác sĩ, trên thực tế thì hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn khá nhiều trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19. Vậy thì xin bác sĩ cũng cho biết là trong thời gian tới thì tỉnh ta sẽ có kế hoạch tiêm ngừa cho các em này như thế nào ạ? Tính đến nay thì cái số lượng vaccine Bộ Y tế cấp về cho tỉnh ta thì chúng ta cũng tiêm ước khoảng được 20% cho cái nhóm tuổi này thôi. Chúng ta vẫn còn khoảng 80% mà các cháu trong cái nhóm tuổi này chưa được tiêm, với lý do là cái số lượng vaccine mà tiêm cho cái nhóm tuổi này chúng ta chưa có được nhiều. Do đó Bộ Y tế sẽ cấp từng đợt cho các địa phương. Như vậy thì khi mà chúng ta nhận được do cái số lượng cấp như vậy, chúng ta đã triển khai trên cái tinh thần là chúng ta sẽ tiêm cho cái nhóm các cháu từ 11 tuổi trước, rồi sau đó khi có vaccine chúng ta sẽ hạ dần cái độ tuổi xuống cho đến khi tiêm cho các cháu 5 tuổi. Như vậy thì khi nào mà Bộ Y tế sẽ cấp tiếp vaccine về thì tỉnh cũng sẽ tiến hành triển khai ngay tiêm cho các cháu với hình thức cuốn chiếu cho đến khi chúng ta đạt được cái độ bao phủ theo cái số lượng mà các cháu trong cái độ tuổi này mà chúng ta đã thống kê có được. Vâng, thưa bác sĩ, hiện nay một vấn đề mà nhiều phụ huynh cũng đang rất quan tâm đó là làm sao để tiêm an toàn và hiệu quả vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Vậy thì xin bác sĩ cũng giải đáp về vấn đề này ạ. Cái mục tiêu hàng đầu của cái chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID cho cái nhóm trẻ 5 đến dưới 12 tuổi vẫn là cái an toàn tiêm chủng là chúng ta phải đặt lên hàng đầu. Về để thực hiện được cái vấn đề này thì về mặt chỉ đạo thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Y tế phối hợp cùng với Sở Giáo dục cũng như các sở ngành có liên quan để thực hiện triển khai cái chiến dịch một cách an toàn và hiệu quả. Như vậy thì về cái mặt truyền thông thì chúng ta cũng đã đẩy mạnh cái công tác truyền thông đến cho các phụ huynh để làm sao đó chúng ta đạt được cái sự đồng thuận cao nhất trong phụ huynh để các phụ huynh hiểu được và ủng hộ cái chiến dịch tiêm chủng cho các cháu mà đưa các cháu đi tiêm chủng nếu như các cháu nó đủ điều kiện. Về mặt chuyên môn thì chúng tôi cũng đã thực hiện cái vấn đề an toàn tiêm chủng cho các cơ sở y tế thực hiện cái tiêm chủng. Thứ nhất là cái vaccine mà chúng ta thực hiện tiêm cho các cháu trong cái chiến dịch này nó có 2 loại. Đó là cái vaccine Pfizer và cái vaccine Moderna. Thì 2 loại vaccine này đã được Tổ chức Y tế là khuyến cáo là chúng ta sử dụng. Giống như chúng ta đã nói là đã có rất nhiều nước trên thế giới sử dụng 2 loại vaccine này tiêm cho các cháu ở cái nhóm tuổi này. Chúng tôi sẽ triển khai tiêm ở các điểm tiêm bao gồm là trường học, trạm y tế, các trung tâm y tế và ở bệnh viện. Tùy theo các cháu nó thuộc cái diện như thế nào thì chúng tôi sẽ đưa các cháu đến cái điểm tiêm cho nó phù hợp để đảm bảo được cái công tác an toàn tiêm chủng. Như vậy thì trước khi tiêm chủng thì các cháu sẽ được khám sàng lọc kỹ lưỡng để chúng tôi có được một cái chỉ định cụ thể cho từng cháu để là các cháu đủ điều kiện tiêm hay là chưa đủ điều kiện tiêm. Chúng tôi sẽ có thực hiện cái khám sàng lọc đó cho thiệt tốt. Và bên cạnh đó nữa thì các điểm tiêm chủng sẽ phải thực hiện cái vấn đề đảm bảo cái tiêm chủng, an toàn tiêm chủng theo cái quy định của Bộ Y tế. Và tại mỗi cái điểm tiêm chủng như vậy đều có các đội cơ động cấp cứu để xử trí những cái trường hợp phản ứng trong quá trình tiêm chủng xảy ra một cách kịp thời, nhanh chóng, hạn chế những cái trường hợp xấu nhất. Đối với các cháu mà nó bị bệnh cấp tính hay là nó có một cái bệnh mãn tính kéo dài, và đặc biệt là các cháu nó vừa nhiễm Covid xong, thì chúng ta nên tạm ngưng tiêm cái vaccine cho các cháu trong cái đợt này, chờ khoảng 3 tháng sau thì chúng ta sẽ tiến hành tiêm lại cho các cháu. Và trong quá trình tiêm thì các cháu sẽ được theo dõi sau khi tiêm tại cái điểm tiêm chủng đã 30 phút. Nếu sức khỏe các cháu ổn, chúng ta sẽ cho các cháu về nhà và tiếp tục theo dõi tại nhà trong 28 ngày sau đó. Nhất là phải tập trung theo dõi các cháu những cái biểu hiện xấu trong 7 ngày đầu. Nếu như nó có vấn đề gì về sức khỏe thì nên đến cái cơ sở y tế gần nhất hoặc là điện thoại báo với các cơ sở y tế để được tư vấn xử trí cho kịp thời. Và trong cái quá trình chúng ta thực hiện cái buổi tiêm chủng như vậy thì chúng ta vẫn phải đảm bảo các biện pháp của cái công tác phòng chống lây nhiễm Covid trong suốt cái thời gian chúng ta diễn ra cái buổi tiêm chủng. Vâng, có thể thấy là ngành y tế đã chuẩn bị vô cùng chu đáo và cẩn thận trong quá trình tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em. Tuy nhiên thì hiện nay nhiều phụ huynh cũng còn khá lo lắng khi cho các em tiêm ngừa vaccine. Vậy thì nhân chương trình hôm nay, bác sĩ có điều gì muốn chia sẻ để cho mọi người có thể tích cực tham gia cho trẻ em đủ điều kiện được tiêm vaccine phòng Covid-19 ạ? Qua cái khảo sát của Bộ Y tế thì cho thấy rằng cái sự đồng thuận của phụ huynh đồng ý để cho các cháu tiêm vaccine trong cái nhóm tuổi này là rất cao. Tại tỉnh Trà Vinh chúng ta cũng vậy, qua các khảo sát thì chúng ta cũng nhận thấy là có cái sự đồng thuận của phụ huynh rất là cao trong cái việc mà cho các cháu đi tiêm vaccine. Cái việc triển khai tiêm cái chiến dịch vaccine cho các cháu trong cái nhóm tuổi 5 đến dưới 12 tuổi này đã được chính phủ giao cho Bộ Y tế chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, đi từng bước chuẩn bị để mà làm sao đó đạt được cái hiệu quả cao nhất và đảm bảo được cái tính an toàn cao nhất. Thì tính đến nay thì cả nước ta cũng đã có hơn 1 triệu cháu trong cái nhóm tuổi này đã được tiêm cái vaccine trong cái chiến dịch lần này. Và tại Trà Vinh chúng ta thì như chúng ta đã trao đổi với nhau thì cũng đã có khoảng hơn 20.000 cháu đã tiêm cái vaccine trong cái đợt ra quân vừa rồi. Như vậy thì tất cả các cháu đều đã có một cái sức khỏe đảm bảo sau tiêm chủng. Chỉ có một vài cái trường hợp phản ứng sau tiêm, thí dụ như đau tại chỗ tiêm hoặc là sốt 1-2 ngày thì các cháu nó cũng sẽ hết cái vấn đề đó. Do đó thì mặc dù là chúng ta thấy rằng là cái tình hình Covid hiện nay ở trên nước chúng ta cũng như tỉnh chúng ta tạm ổn, chúng ta tạm kiểm soát được dịch, nhưng chúng ta biết rằng cái biến chủng gây bệnh cái Covid này nó xuất hiện rất là nhiều cái biến chủng mới. Hiện tại thì chúng ta đang có cái biến chủng Omicron, và chúng ta đang có trong cái Omicron thì nó lại có những cái biến chủng như BA.1, BA.2, nó lây rất là nhanh. Và hiện tại chúng tôi ngành y tế cũng đang theo dõi giám sát cái xem coi tại Việt Nam chúng ta đã xuất hiện cái biến chủng mới mà chúng ta gọi là cái biến chủng XA. Đây là một cái biến chủng mới, nhưng mà Việt Nam chúng ta chưa xuất hiện cái biến chủng mới thì cái tính lây lan nó còn cao hơn nữa. Như vậy thì rõ ràng cái mục đích chúng ta tiêm vaccine là để phòng cho các cháu nhiễm các biến chủng mới này và tránh được cái tình trạng chuyển nặng hay là tử vong khi chúng ta nhiễm cái biến chủng mới. Thì như vậy thì rõ ràng là các phụ huynh nên ủng hộ, nên có một cái sự đồng thuận cao để đưa các cháu mà nó đã đủ cái điều kiện tiêm chủng để chúng ta thực hiện tiêm chủng cho các cháu với cái mục đích vẫn như là đã nói trên là chúng ta chủ động phòng cho các cháu nhiễm Covid-19 và phòng cái sự lây lan nếu như các cháu nó nhiễm Covid-19, nó lây lan trong gia đình và lây lan trong cộng đồng. Xin cảm ơn những thông tin từ bác sĩ và chúng tôi cũng mong rằng là với những chia sẻ từ bác sĩ Trương Văn Dũng thì quý vị và các bạn có thể tích cực tham gia cho trẻ em đủ điều kiện được tiêm vaccine phòng Covid-19. Cuối cùng thì cũng sẽ chân thành cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chuyên đề Sức khỏe cho mọi người của Đài truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ở chuyên đề kỳ sau.